số trường hợp mà buồng trứng ở người mãn kinh người ta khó tìm được buồng trứng, thường ta tìm cái mạch máu trước. Nhưng mà các bạn tìm mạch máu thì các bạn tìm ở mặt cắt ngang, các bạn tìm cắt dọc, cắt dọc khó tìm buồng trứng hơn. Tôi thấy là cắt ngang trước đã rồi mình sẽ thấy được buồng trứng nằm kế bên. Mặc dù ta nói là trục của đầu đuôi của buồng trứng thường nó sẽ song song với trục của mấy cái mạch máu này, thì khi mình nghe tới kiểu song song đó, mình hay có thói quen cắt mà cắt dọc. Nhưng mà nếu mà mình cắt mà cắt dọc khó kiếm buồng trứng lắm, các bạn cắt mà cắt ngang. Và rõ ràng là đầu dò tôi vẫn để ở chính giữa và tôi chỉ hơi chết ra một bên thôi, chứ mà mình không có kéo như thế này. Thì khi mà có ốc xe cơ chậu mình có thấy đương nhiên đây là cơ mà. Thì đây là bó mạch chậu ngoài đúng không? Thì kế bên nó là cái khối cơ chậu mà nằm phía trước cánh chậu, xương cánh chậu. Thì trong những cái trường hợp mà cái áp xe cái phần chậu của cơ thắt lưng chậu ở trên siêu âm bụng là mình có thể thấy, chứ không phải là mình nói là không thấy được, siêu âm không thấy được, bởi vì nó sâu ở bó cạnh thắt lưng. Bó cạnh thắt lưng đôi khi mình cũng thấy đó, nhưng mà bó chậu là chắc chắn là mình sẽ thấy. Trứng nó đẹp vậy mà sao chê nó. Đây, đây định cười có gì đâu, vui cười chê chê trứng xấu còn cười trứng gắt vậy. Các bạn bảo các bạn đếm trên 20 nang trên một buồng trứng đó.